hôm trước anh hỏi em trầu không đúng không? Trầu không nhà em thì có nhiều loại lắm. Ví dụ như cái loại mà ươm bầu như này cũng có này, còn có loại mà bụi gốc to cũng có. Còn nếu mà anh thích mua cây giống mà bầu nhỏ thì mua những cái cây kiểu bầu bầu như này. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây trầu không ạ? Bầu một bầu như này thì nhà mình cắm tầm 3 cành ạ. Hai ba cây. 2 đến 3 cây ạ. Đấy. Mà ổn định đảm bảo, gọi là ra rễ đảm bảo sống hết rồi. Thì vui lòng alo nhá, 0977973535 ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn ạ.